Hạ knockout đối thủ trong 40 giây, gã điên Conor McGregor ám trọn 80 triệu đô la. Seri đòn đầy sức nặng trong ngày tái xuất của Conor McGregor khiến Donald Cerrone đổ gục nhanh chóng. Cao bồi Donald Cerrone chơi hạng bán chung với thành tích đáng nể là 36 trận thắng. Nhưng vừa vào trận, Conor McGregor đã lập tức áp đảo đối thủ bằng những đòn tấn công thẳng vào mặt đối phương bằng vai trái. Sau một cú đá cao chuẩn xác, McGregor đã khiến đối thủ choáng váng, thừa thắng xông lên. McGregor dồn đối thủ vào góc võ đài, tung một series cú lên gối, cú đấm khiến đối thủ không thể trụ vững. Trọng tài can thiệp và xác định Cowboy không thể tiếp tục trận đấu. McGregor đánh bại đối thủ bằng knockout kỹ thuật ở giây thứ 40. Trận thắng này giúp McGregor nhận 3 triệu đô la tiền thưởng so với 200.000 đô la của đối thủ. Tuy nhiên, số tiền mà gã điên kiếm được từ trận đấu này đã khủng khiếp hơn rất nhiều. Phát biểu trước khi thượng đài, McGregor từng tuyên bố anh có thể kiếm được khoản tiền lên tới 80 triệu đô la cho màn tái đấu tại lồng bát giác ngày hôm nay. Chuyên gia tài chính của tôi dự báo tổng thu nhập gồm tiền thưởng, tiền tài trợ và tiền bản quyền truyền hình và khoảng 80 triệu đô la trận đấu sắp tới sẽ được phủ sóng khắp Australia, Canada, Anh và Ireland. Võ sĩ người Ireland tuyên bố, cựu địch McGregor đã có màn thi đấu tuyệt vời. Trong trận trở lại UFC vào trưa ngày 19 tháng 1 chỉ với 40 giây, McGregor đã đánh bại Donald Cerrone sau 15 tháng tạm rời xa võ đài. Conor McGregor đã trở lại UFC trong trận đấu ở hạng cân welterweight tại sự kiện UFC 246. Sử dụng kỹ thuật húc vai, McGregor đã tạo cơ hội để tung cú đá vào hàm của Cerrone kết thúc trận đấu trong hiệp đầu tiên. Ngay sau khi giành chiến thắng ấn tượng, McGregor đã trò chuyện với bình luận viên Joe Rogan ngay trên võ đài. Anh tuyên bố rằng, tôi đã làm nên lịch sử ở đây, tôi đã lập nên kỷ lục mới. Tôi là võ sĩ UFC đầu tiên giành chiến thắng knockout tại hạng cân featherweight, lightweight và giờ là welterweight. Tôi rất tự hào về điều này. Donald hiện đang giữ kỷ lục giành chiến thắng knockout bằng cú đá vào đầu nhiều nhất hiện tại. Vì thế tôi cảm thấy rất vui khi đánh bại anh ấy bằng chính đòn này. Tôi thực sự rất tự hào với thành tích này. Sau khi thể hiện sự vui mừng vì chiến thắng, McGregor cũng đã đưa ra lời chỉ trích về việc UFC quyết định tạo ra chiếc đai BMF cho George Masvidal. Ai mà có thể nâng hạng cân và xuống hạng cân nhưng vẫn giành chiến thắng knockout như tôi chứ? UFC có thể tước đai của người này và tạo ra đai nhảm nhí cho người kia. Nhưng việc một võ sĩ đạt được knockout ở nhiều hạng cân thì đó là điều họ không thể dàn xếp. Tôi lại một lần nữa khắc tên vào lịch sử của UFC. Các võ sĩ chuyên nghiệp đã phản ứng và nói về chiến thắng của Conor McGregor trước Donald Cerrone. UFC 246 được xem là phép thử cho sự trở lại của McGregor tại UFC. Và Donald là một phép thử hoàn hảo cho Conor. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ khi võ sĩ người Ireland chỉ mất có 40 giây để hạ gục Donald Cerrone. Một chiến thắng quá hoàn hảo cho McGregor trở lại, mặc dù vẫn chưa thể vượt qua kỷ lục 13 giây trong trận đấu với Josh Aldo, nhưng trận thắng vẫn rất ấn tượng. McGregor mở màn hiệp đấu bằng một cú đấm trái và sau đó là những cú húc vai đã làm Cowboy bị chấn thương ở mũi. Những cú húc vai đã khiến cho Donald phải lùi vào thành lồng sắt và khi đó Conor tung một cú đá cứ mạnh vào đầu anh. Donald ngã xuống và gã điên tiếp tục tung ra những cú đấm để rồi hớt điên phải cho dừng trận đấu. Mọi thứ diễn ra trong 40 giây, cả khán đài như vỡ tung trước sự trở lại đầy mỹ mãn của Conor. Tất nhiên các võ sĩ chuyên nghiệp cũng vậy, họ đã có những phản ứng đầu tiên. Các ý kiến khác nhau được đưa ra và phần nhiều trong số đó vẫn là những lời chúc mừng đến Conor McGregor. Điều này đã khiến tên tuổi của anh trở lại trên cái tên sáng giá nhất tại UFC hiện nay. Donald Cerrone kết thúc trận đấu đã cho biết, McGregor đã bắt bài tôi quá sớm. Donald Cerrone vừa trải qua một trận thua chóng vánh 40 giây trước McGregor tại UFC 246. UFC đang chứng kiến những ngày xuống dốc của Cerrone khi anh vừa lãnh một trận thua chóng vánh trước gã điên tại UFC 246. Thậm chí cao bồi còn chẳng kịp tung ra bất kỳ một đòn đánh hiệu quả nào ngay trong 40 giây thi đấu ngắn ngủi của anh. Chia sẻ về thất bại ngay trận đấu, Donald Cerrone cho biết khi
Kỳ thật cậu ta bắt bài tôi với mấy cú trỏ đó, giống như kiểu Connor đã tàn phá mọi thứ trong tôi rồi mới tung ra cú đá quyết định khiến tôi choáng váng. Đó là một chiến thuật tuyệt vời đấy. Tôi chưa bao giờ thấy chiến thuật nào như thế cả. Nó đã bắt chẹt tôi rồi. Hiện tại trận thua trước Conor McGregor đã kéo chuỗi trận thua knockout của Cowboy lên đến 3 trận đấu liên tiếp. Tuy nhiên, võ sĩ người Mỹ cho biết anh sẽ không vì thất bại này mà đánh mất lửa thi đấu. Conor đấm vỡ mũi tôi và rồi nó bắt đầu chảy máu. Sau đó cậu ta bắt đầu nhảy một cú bước lùi và tung ra cú đá. Tôi thì như khỉ thật, mình đã dần tả tơi sớm thế này ư? Tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu thôi, tôi yêu môn thể thao này. Đầu tiên là Justin Gaethje, tiếp đó là Tony Ferguson và đến lượt Conor McGregor kéo dài chuỗi trận thất bại của Donald Cerrone. Võ sĩ người Mỹ cần phải thay đổi khá nhiều nếu như anh muốn tiếp tục duy trì thi đấu ở đỉnh cao. Cerrone là một võ sĩ giỏi, nhưng mỗi khi đến với những trận đấu quan trọng, anh luôn để sải chân. Đây có lẽ là điều đáng tiếc nhất cho tay đấm đã cống hiến một số trận cho UFC hiện tại. Một số ý kiến cho rằng chiến thắng của McGregor chỉ là diễn. Rất nhiều những dấu hỏi đã được đặt ra xung quanh chiến thắng chóng vánh của Conor McGregor tại UFC 246. Sự kiện UFC 246 mở màn cho năm 2020 của UFC đã thành công tốt đẹp với chiến thắng đúng như dự đoán của rất nhiều người từ trước. Conor McGregor đã là người rời khỏi lồng bát giác với nụ cười vui nhất. Tuy nhiên, cách mà McGregor giành chiến thắng lại đang mang đến cho giới mộ điệu rất nhiều dấu hỏi phải đặt ra. Cụ thể, đối đầu với một cowboy không phải dạng vừa, nhưng gã điên lại dễ dàng có được thắng lợi chỉ sau 40 giây thi đấu. Đã có những ý kiến cho rằng đây là một trận đấu đã dàn xếp quá lộ liễu của UFC, vì ai đó cũng đã biết rõ rằng McGregor đang chính là con gà để trứng vàng của UFC. Giải đấu MMA số 1 thế giới đang rất cần xây dựng lại hình ảnh của gã điên sau một năm vắng bóng, qua đó bắt đầu triển khai kế hoạch về một trận đấu tỷ đô khác cho dịp cuối năm nay. Cụ thể, chủ tịch UFC Dana White cũng đã rất nhiều lần tiết lộ về quá trình đàm phán với Floyd Mayweather, qua đó thực hiện một trận tái đấu giữa độc cô cầu bại làng quyền Anh McGregor. Tuy nhiên, lần gặp lại này cả hai sẽ tham gia tranh tài trong lồng bát giác. Với kế hoạch khổng lồ này, rõ ràng UFC hoàn toàn có lý do để khiến cho ngày trở lại của McGregor trở nên quá nhàn nhòa. Trở nên giàu có sau một đêm cowboy Cerrone gửi lời cảm ơn đến McGregor. Donald Cerrone hay thường được gọi là Cowboy, võ sĩ người Mỹ, coi việc McGregor chọn thi đấu với mình là một sự tôn trọng mà anh xứng đáng được thừa nhận. Tôi rất phấn khích khi được ở đây và nhận được sự tôn trọng mà con khủng long già này xứng đáng. Tôi đã tham gia môn thể thao này một thời gian dài và tôi xứng đáng với sự tôn vinh mà tôi nhận được. Và thật tuyệt khi thấy Conor cuối cùng cũng đã chào cho tôi. Trước đó, McGregor chia sẻ với ESPN rằng mình đã mang về 60 triệu bảng Anh trong một đêm làm việc và tự tin khẳng định sẽ sớm kiếm được 1 tỷ đô la trước tuổi 35. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp MMA của mình tôi bước lên và nhận được khoản tiền 80 triệu đô la Mỹ. Nhạc cựu vô địch hạng cân UFC nói rằng sau khi phớt lờ kết quả thua Khabib, tôi đã kiếm được 50 triệu đô la. Trước khi chốt lại, tôi sẽ trở thành tỷ phú trước khi tuổi 35. Trở lại sau 15 tháng rời xa võ đài và tập trung cho các công việc cá nhân, McGregor đang nhận được sự mong chờ của hàng triệu khán giả trên khắp thế giới tại UFC 246. McGregor đã trở lại sàn đấu sau một thời gian dài đối đầu với Cerrone trong một trận đấu được đánh giá là lớn nhất về doanh thu của UFC năm 2020. Trận so tài gần đây nhất của gã điên diễn ra tại UFC 229 vào tháng 10 năm 2018 khi anh thất bại trước nhà vô địch UFC hạng nhẹ Khabib. McGregor đã ở ngoài đấu trường suốt năm 2019 trong sự nghi ngờ mà không mấy vui vẻ, nhưng anh đã trở lại cho trận đấu siêu hạng với Cerrone. Trong đó, gã cowboy nước Mỹ cũng trở lại sau 2 trận thua knockout trước Justin Gaethje và Tony Ferguson. Trước đó, anh đã đánh bại Al La Quinta và Alexander Hernandez. Bất chấp những thất bại gần đây, Cerrone vẫn được xem là một trong những võ sĩ tài năng và gạo cội nhất trong lịch sử UFC.